VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Âm ly kỹ thuật số A3TX6900 chuẩn Âu cho âm thanh chuyên nghiệp. Trong bộ karaoke chất lượng thì âm ly karaoke chiếm đến 40% đến chất âm của dàn karaoke. Thế nên, việc chọn lựa dòng âm ly nào cho chất lượng tốt, giá thành hợp lý là điều không hề đơn giản. Và hôm nay, VDA xin bật mí cho bạn một chiếc âm ly đang rất được chú ý trong năm 2018 và hứa hẹn sẽ bùng nổ doanh số trong thời gian tới. Đó là âm ly kỹ thuật số A3TX6900. A3TX6900 được phủ lên mình lớp vỏ kim loại sơn tĩnh điện, sáng bóng và cực kỳ bắt mắt. Thiết kế hiện đại phù hợp với mọi không gian phòng nhà bạn. Mặt trước của âm ly kỹ thuật số A3TX6900 được thiết kế tối giản nhưng toát lên vẻ sang trọng với logo và thiết bị như thương hiệu A3 nổi bật khi nhìn vào. Có thể thấy nút power dạng nhấn dễ dàng thao tác bật tắt. Một số ký hiệu thể hiện tính năng cao cấp của thiết bị như DSB hay là PSV. Con bắt đọc điều khiển remote được trang bị đèn LED khá bắt mắt. Màn hình LED hiển thị các thông số kỹ thuật cho người sử dụng. Và với 4 nút căn chỉnh như Echo, Delay, Volume Mix Roll, Volume Music nhiều hơn một nút so với những âm ly kỹ thuật số khác như BSK9900A hay là Tatahun HK2250. Thêm chống hàng giả cũng như mã vạch để khách hàng an tâm khi mua sản phẩm. Mặt sau âm ly kỹ thuật số A3TX6900 không thể thiếu được là các cổng kết nối thông dụng nhất của một âm ly hiện nay. 3 cổng cắm micro được bố trí phía sau thuận tiện khi đấu ghép thiết bị cũng như thẩm mỹ khi lắp đặt. Các cổng audio input hay output vẫn là cổng AV truyền thống, một điểm yếu của sản phẩm. Cổng cắm loa được thiết kế hai kiểu, Canon đời mới hoặc cổng vặn trắng đỏ, truyền thống thuận tiện cho việc lắp ráp đồng bộ thiết bị. Dòng chữ thể hiện nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của sản phẩm. Cổng USB kết nối cáp máy tính, cổng không thể thiếu được trên mọi âm ly kỹ thuật số. Âm ly kỹ thuật số A3TX6900 được trang bị nguồn xung LAT CD không xài xò như những âm ly truyền thống chất âm hay vượt trội không thua kém gì một Band và một mixer karaoke cao cấp mà giá tiền chỉ bằng phần nửa. Setup được nhiều cấu hình khác nhau như nghe nhạc, xem phim, hát karaoke tạo ra âm thanh chuẩn theo từng nhu cầu sử dụng. Tiếng mic cực sáng, cực sạch nhờ sử dụng nguồn xung LAT CD giúp giọng hát trong trẻo hơn và không bị đuối hơi ở những nốt cao. Công suất lớn 1000W 8 ohm phối ghép với loa full 3 tấc một cách dễ dàng, điều mà không phải âm ly nào cũng có thể làm được. Tiết kiệm điện, âm ly vẫn hoạt động ổn định ngay cả trong trường hợp điện áp tụt xuống còn dưới 180V. Tiếng bass sâu lắng, treo mượt mà uyển chuyển, phát ra âm thanh karaoke, chất lượng, xem phim và nghe nhạc. Cũng như những dòng âm ly kỹ thuật số đang có mặt trên thị trường, để làm chủ âm thanh thì bạn cần đến một phần mềm chỉnh nhạc của hãng được chép sẵn vào đĩa cứng trong bộ phụ kiện. Nhiệm vụ của bạn chỉ việc cài vào máy tính và căn chỉnh theo ý thích của mình, không quá khó đúng không nào? Âm ly kỹ thuật số A3TX6900 theo như đánh giá của VDA chắc hẳn là một sản phẩm cực kỳ nổi bật trong năm 2018 này. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không ghé ngay hệ thống showroom của VDA để trải nghiệm một sản phẩm thật tuyệt vời này. Với giá bán chỉ là 12 triệu đồng, rất xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra đúng không nào?